Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Thành, 56 tuổi, hiện tại là đang sinh sống làm việc ở quận 6. Thì anh là một khán giả trên kênh GoFood và thường xuyên theo dõi về những cái nội dung tìm người thân. Đặc biệt ở trong cái clip ngày hôm nay, anh muốn chia sẻ về một ít thông tin về cha ruột của mình. Mong sao thông qua clip ngày hôm nay, ai biết được những thông tin, đặc biệt là nếu mà ba có xem được thì hãy liên hệ với anh. Được biết á, là từ nhỏ là anh ở với lại mẹ ruột và lại cha dượng. Nên là tuy là cha thì cũng chăm sóc rồi như mình một người cha ruột, nhưng mà trong cái ức mình muốn tìm lại, trong ký ức của mình thì mình muốn tìm lại xem mà ba ruột của mình mặt mũi rồi như thế sao, nào, xem rồi. Sức khỏe của ông như thế nào. Dạ đúng rồi. Từ khi năm bao nhiêu tuổi á, là anh Thành biết là mình là cỡ, không có ba ruột cỡ 20 mấy tuổi á, biết rồi. Tới 31 tuổi má có dẫn về quê Nha Trang tìm á. Có nghĩa là tới 20 mấy tuổi là người nhà cho hay hay là má cho? Mấy gì á, nói là mày là con ghẻ có ba mày á, nói gì á, chứ mẹ là không có nói, không nói ha. Sợ mình bị sốc này kia. Theo cái thông tin mà anh Thành gửi cho em là anh tên là Nguyễn Văn Thành, 56 tuổi. Thì cái họ Nguyễn với lại cái tên của anh đó, là cái này là ai đặt cho anh? Lấy tên ba sao á. Lấy chung vô hộ khẩu của cha dượng. Dạ đúng rồi. Trên cái clip ngày hôm nay là anh muốn tìm cha ruột là tên đầy đủ của ông là... Nghe má nói lại là tên Ngô Văn Thiệu. Ngô Văn Thiệu ở Nha Trang. Năm nay là ông bao nhiêu tuổi? Lớn hơn má 2 tuổi là 80 tuổi. Má 78. Về những cái thông tin của ông như thế nào, anh có thể là chia sẻ cụ thể cho mọi người để có được cái thông tin. Thông tin anh sao? Anh kể từ cái câu chuyện mà hai người gặp nhau cho tới giờ. Như hai người gặp nhau là còn trai gái á, thở trai gái đó, rồi ba tôi á là ông Ngô Văn Thiệu nè. Là có dẫn má tôi về ra Nha Trang. Ra Nha Trang rồi cái mới... Không là lý... Ý là ổng là... Ý là ổng là ở Nha Trang. Ờ, ổng đi lính trong Nha Trang. Trà Vinh. Nó anh kể từ đầu cho tới đuôi. Ổng đi... Ổng đi lính ở ngoài Nha Trang, đi lính vô Trà Vinh. Rồi cái ở đó mới gặp má tôi. Lúc đó là bà đang ở địa chỉ ở đâu và công việc của bà làm gì? Ở cây dầu lớn, đường cây dầu lớn. Bán bún nước lèo. Tên đầy đủ của bà? Tên là Quỳnh Kim Dân. Kim Dân. Ông đi lính từ ở ngoài Nha Trang đi vô trong Trà Vinh, vô miền Tây đó. Đi gặp má, hai người yêu nhau. Rồi sau đó là có kết hôn hay là như thế nào? Không có, như... không có kết hôn, như kiểu quen biết trai gái. Rồi mới dẫn má tôi đi ngoài Nha Trang, xứ ba tôi ở ngoài Nha Trang đó. Qua đặng chơi sao mình không biết. Rồi cái đây ra ngoài mấy bữa má tôi nhớ nhà. Má tôi đợi về thì ba tôi có đưa về đây má tôi, rồi ba tôi mới rủ má tôi, nghe má tôi nói lời tôi mình không biết, nói về ngoại ở chứ ở đây ở không được, má tôi không chịu, rồi cái hai người đó mới chia tay. Vậy là cái khoảng cách địa lý thôi chứ không có mâu thuẫn gì riêng? Không có mâu thuẫn, có gì thôi. Tổng cộng là má của anh là ra ngoài Nha Trang là được bao nhiêu lần? Có một lần thôi. Và là... năm nào, có nhớ không? Không nhớ. Anh có thể là cho mọi người biết thêm một ít thông tin về ba của anh không? Ví dụ như là ổng ở là ấp nào, xã nào hay là huyện nào là cụ thể, hay là có những cái thông tin gì đó? Nghe không có thông tin gì hết. Nhưng má có dẫn ra, năm 31 tuổi má có dẫn ra ngoài tìm, là nói đó hồi đó ông nội mẹ ở là ngay chỗ Phú Thọ đó, nói vậy đó. Huyện ơi thả mình không biết, nghe nói Phú Thọ là cũng tìm tới đó mà không có gặp. Là 30 năm sau á, có tôi được 31 tuổi á, là mới đi ngoài ra tìm. Tìm á là có nghĩa là mình tìm kiểu mà tìm vô hướng hay là có một người nào chỉ hay là không thế nào? Không, mắt đi hai cha hai mẹ con đi vậy. Nhớ mẹ mãi đi với mà 30 năm sao nó đổi gì vậy? Khác đâu có nhớ. Cũng hỏi người lớn gì đó ha. Cứ ra ngoài hỏi cũng không biết rồi thôi về thôi. Bà không nhớ. Rồi có nghe má tôi kể vậy nè chú, như bên nhà ông nội tôi ở phía sau nhà đó là có như có con đường có con sông gì đó, nước ngập lên, nước lớn lên thì không có đi qua được, mà tới nước gồng á là lộ qua nhà bên này, thí dụ bên đó chứ bên sông bên đây lộ bên kia đi qua được, nước cạn xuống đi được, nó vậy đó.
má tôi nhớ mày mại vậy thôi chứ không có nhớ được cái gì, tại đi ra được mấy bữa má tôi về luôn. Rồi bây giờ bà cũng mất rồi. Mất luôn. Từ năm 31 tuổi cho tới khi mà khoảng thời gian sau thì bà còn kể gì cho anh nữa không? Không có vậy thôi, tại vì má cũng dẫn đi ngoài tìm ba mà không có gặp thôi, rồi còn lần còn đi lần sau nữa cũng gặp rồi, hai lần cũng gặp thì thôi, tới mấy má mất luôn tới giờ. Má mất nay được 2 năm mà. Mà lúc đó anh ba mấy tuổi mà anh không nhớ là ở đó là huyện nào, ở xã nào luôn hả? Chỉ biết là ở Phú Thọ. Nghe nói ừ, nó nói Phú Thọ mà cũng đâu có biết. Người nói Phú Thọ hai mẹ con ra ngoài thì cũng hỏi người ta ở Phú Thọ là đâu, người ta cũng chỉ tới đó. Rồi má nói hồi đó con sông, tao nhớ là ở phía sau là có con sông đó, nước lớn thì qua không được, mà nước cạn thì hai cái nhà này đi qua bên kia sông đi qua được đó, vậy thôi mình cũng đâu có biết. Đây là cái hình ảnh của mẹ của anh Thành. Dạ đúng. Lúc này là bà đã sanh anh rồi. Dạ, sanh chẳng cả chừng 4 năm á. Anh nói là bà bán bún nước lèo. Bún nước lèo ở gặp bên... gặp hát cái gì gặp hát Hưng Bình cái gì Long Bình hay Hưng Bình, Long Bình Trà Vinh. Không có nước lèo. Cái câu chuyện mà giữa ba ruột của anh với lại mẹ của anh đó là chỉ có mâu thuẫn về cái việc mà xa cách địa lý vậy thôi đó, thì ở bên bên ngoại của anh thì chắc là biết câu chuyện này. Mấy gì thì biết ngay cho trong tỉnh vậy thôi chứ cũng đâu có đi ra ngoài quê ổng, cái cứ mình má tôi đi thôi. Mấy gì cũng kể như vậy thôi đó, mấy gì cũng không má không có, mấy gì biết vậy thôi chứ không có kể vụ đi rồi má tao. Còn hình ảnh của ba thì không có. Không có. Nói chung là cái thông tin của anh Thành gửi đến cho Google cũng như mọi người thì nó cũng cơ bản thôi. Nhưng mà cũng không có ít mà cũng không có nhiều. Chủ yếu là có cái tấm hình của bà. Hiện tại là mình vẫn còn liên lạc với lại là biết được cái thông tin ở bên ngoài chứ, đúng không anh? Bên ngoại mấy gì đều đầy đủ. Dạ. Cái chỉ bên nội thì chỉ má nói vậy thôi, mình không biết ai hết. Ví dụ như là cái những cái đặc điểm mà của ba rồi đó, ví dụ như là tướng tá không sao hay là như thế nào? Không biết, không mình biết luôn. Không biết. Tại lúc mình còn nhỏ mấy tha có đẻ ra tháng mấy hai tháng thì ổng nói vậy thôi, rồi ổng gái rồi má có chồng khác rồi có cũng không biết luôn, lớn mình cũng không biết luôn. Còn mà giai đoạn đi theo năm tháng là không nhớ, anh sinh năm mấy? 60. Không biết sao năm, tôi không biết sao năm mấy, nhưng mà tôi năm nay là đúng là tuổi ngọ là 56 tuổi đó chú. Dạ. Biết 56 tuổi vậy đó. Ủa anh, cái khi mà hai người mà gọi là họ không có đồng tình về cái việc chỗ ở đó, là lúc đó là đã sanh anh chưa? Họ ý là họ chia tay đó, hai người chia tay. Chưa, mới có bầu thôi là chia tay rồi. Mới có bầu thôi là chia tay hả? Dạ. Là ông vẫn biết là bà có bầu chứ? Nó biết rồi, sanh rồi cũng biết. Sanh rồi cũng biết, nhưng mà ông muốn nhìn đi sao mình không hiểu. Tại vì má tôi nói như bán đó, mà như ổng sợ ngoại tôi đi, thí dụ ngoại tôi không chịu ổng, thí dụ vậy. Người như có ngoại tôi thì ổng không dám lợi đi dòm tôi đi, mà ngoại tôi đánh mặt ổng làm sao. Ổng cũng ổng lại ổng đứng xa xa ổng dòm thôi chứ ổng có lợi. Đó vậy đó. Mình không biết làm sao. Nói chung là em cũng cố gắng để mà em ghi hình và gửi thông tin cho mọi người ha. Mong sao là có một cái tia hy vọng gì đó. Khi mà người thân của ông xem được hoặc là ông xem được để liên hệ với lại anh Thành đây. Rồi má có nói anh ca gì nữa hồi đó, mày giống chú Bảy mình lắm cái gì á. Mày giống chú Bảy mình lắm. Chứ ba tôi thì cũng là trai. Như ông ngoại cái má tôi nói trời chú Bảy mày xấu quá. Đẻ con mày chắc giống chú Bảy, giống quỷ này chắc nó xấu chết luôn. Rồi sống sợ sâu sắc kiến sao. Đẻ tôi như chú Bảy, tôi nói dáng gì á. Chú Bảy tôi thì không biết tên, không có nói tên như biết tên ba tôi thôi. Tên ông nội bà nội cũng không, không biết, không có nói. Có để nói tên ba là ba mày là tên Ngô Văn Thiệu, tên gì nói vậy á.
Rồi bây giờ là má mắng như vậy thì anh có dự định là đi cùng gia đình hay là đi một mình đi ra ngoài đó để mà thử cái cơ hội nữa không? Ông đâu có biết đâu đi. Thí dụ giờ có tin tức gì thì mình đi à. Chứ mà hôm mà tự động ra ngoài tôi cũng đâu biết ai đâu, chỗ nào đâu mình đi. Đó, mình không có đi. Thí dụ mà biết ba tôi ở ngoài á, ổng không đi vô được, mình thì mình cũng đi tới đó. Tại vì mình cũng có, mình không có đánh đổi là cũng có cơ hội. Là đi liền ha. Đúng rồi. Có thông tin hay cô gì đó, ba mẹ đó, vậy ổng đi cũng được, mình đừng ra ngoài tìm ổng lần. Đó, anh em thì đi tìm. Chứ không có cần để ba mình vô tìm mình đâu. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà mình được nghe là mình là không có ba ruột như thế nào anh? Mình cũng buồn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mình được có một cái là cha dượng với lại là má của mình thì bảo bọc và cũng như là... Cũng được, dạ. Chứ không phải đánh đổi như người ta. Đúng rồi. Cố gắng bù đắp ha, bù đắp cho anh. Anh còn gì muốn chia sẻ nữa không? Dạ, vậy biết tại vậy. Tại vì em chỉ đăng một lần thôi. Dạ. Ít bổ sung vô lắm. Dạ, biết vậy thôi à, xong rồi chú. Thôi anh có những gì anh nhắn gửi tới ba của anh thì sẵn đây em nói luôn. Ba với lại các chú rồi đó, đúng gia đình bên nội. Thí dụ ba có coi này với các chú với cô mấy cô á có coi biết thì với cộng đồng mạng biết á thì cho liên lạc giùm người mang ơn vậy đó. Dạ. Dạ. Em xin phép được em gửi lại những cái thông tin ha. Có dạ. Thể là anh Thành anh nói là không có chính xác thì mong mọi người có thể là bổ sung giùm anh Thành. Có ấy đó, điện thoại được không chú? Số điện thoại được mình có ấy điện thoại được không? Được một chút nữa anh sẽ đọc cái số điện thoại thì em sẽ gửi cái thông tin bên ba ruột của anh với lại ở má ở dưới quê lúc đó nha. Dạ dạ. Thì anh chỉ biết á là ba tên là Ngô Văn Thiệu. Dạ. Năm nay khoảng 80 tuổi. Dạ. Thì và chỉ biết là ở Phú Thọ Nha Trang thôi, mà Phú Thọ đó là má tôi có nói gì nữa đó, ba tôi 80 tuổi mà ba má tôi nói là ba tôi tuổi ngọ luôn. Tuổi ngọ luôn ha. Dạ. Ừ. Lớn má tôi hai chỉ có tuổi. Biết là ở Phú Thọ Nha Trang thôi, không biết là ở ấp xã huyện gì không biết ha. Cái dạ. Này thì nhờ mọi người bổ sung giùm. Còn riêng má đó, má là quê là Vĩnh Bình, nay là Trà Vinh. Dạ. Ở đường cây dầu lớn lúc dạ. Đó là má bán bún nước lèo ở rạp Long Bình hay là Long Bình. Dạ đó là như vậy. Cái thông tin thì gửi đến cho mọi người vậy thôi. Dạ. Nhiều khi bạn bè của má có dạ. Biết được ha thì họ cũng có thể là họ giúp đỡ. Dạ. Khi là chị em chơi với nhau. Dạ. Ba mẹ thì họ không dám chia sẻ nhưng mà bạn bè với nhau chia sẻ. Dạ. Với ở ngoài ví dụ xứ rồi mấy người mình ta đã coi đó gần xứ ta hồi đó người ta biết ta cũng ta thông tin cho mình biết. Nếu mình tìm không thì khó gặp chứ mình lên vậy làm đã như kiểu giờ ai cũng có điện thoại nó coi đúng coi rồi, ta coi ta biết. Bổ sung cho mình. Dạ, dạ. Anh đọc cái số điện thoại của anh luôn đi. Đúng rồi anh. Đây em đọc cho. Con đọc. Được rồi để em đọc cho. Cái số đó tụi ít có ba ấy đúng chú, cái máy nó không ấy chú bấm cái số này là nó chắc ăn. Nó lên nó xin lỗi tôi gọi tôi không được và tôi con tôi gọi được liền. Cái số nào nãy có anh gọi. Này chú. Số điện thoại của anh Thành ha. Dạ. Đó là 093 666 9508. Dạ. Dạ. Anh là thường xuyên theo dõi về những chương trình tìm người thân rồi đó hả? Dạ, ở nhà nằm coi đó. Rồi, dạ. Rồi gần đây là có xem về cái câu chuyện của anh Liêm. Dạ, mới coi hôm qua hôm kia đó, dạ. Tối coi nữa. Nhìn thấy cảnh chùa này là đúng biết rồi. Dạ. Dạ. Với coi bên cái gì? Chú bắt bà mà gạt ở trong mầm sen đó. Dạ. Rồi bà Tha đó gành dạ. Lắm, coi hoài luôn. Coi hoài ha. Dạ. Dạ. Thì cái việc mà câu chuyện của anh Liêm đó thì thật sự là rất là nhiều người quan tâm. Với lại là cũng xin thưa với mọi người á là chỉ cần có một cái thông tin thôi thì GoFood vẫn sẵn sàng là ghi hình giúp cho mọi người. Thực sự là em cũng không có tốn công, không có như thế nào hết á. Thì mọi người hãy gọi điện đi là em cứ ghi hình thôi. Chứ không phải là cần cái thông tin đầy đủ hay gì hết. Dạ dạ. Đó là như vậy. Như trường hợp của Liêm thì nó cũng hơi mơ hồ chút xíu đó anh. Nhưng mà cái cái duyên của anh Liêm có với lại gia đình nên là gặp anh. Dạ.
Sẵn đây nhờ anh Thành chia sẻ chút xíu cho mọi người để có mọi người có cái động lực để tìm người thân đi anh. Y như anh vậy đó. Anh làm sao chú? Như nó ở nào biết rồi. Cứ khuyên mọi người. Ví dụ mấy trên như người nào mà có liên lạc người thân đó mà không gặp á thì lên liên lạc với robot đó chú gì tên gì? Em tên Sinh. Chú Sinh đó hả, điện thoại này nè hả, lên là tìm gặp được 70% tôi thấy tôi coi thấy á, thấy cái việc mà em là không phải là người đi tìm người thân người đắc lạc gì, nhưng mà cái gọi là cái nhiệm vụ của em là em chỉ đưa lên những cái thông tin này thôi. Dạ. Yeah, hai anh. Dạ, đó, dạ, nên dạ. Là cứ mạnh dạn là cứ mạnh dạn, không có tốn tiền gì cứ đăng ký một lên. Phần nữa là cái kết quả không biết như thế nào. Dạ. Nhưng mà khi ngày hôm nay em nghĩ nha, ngày hôm nay mà anh mà được nói chuyện ở trên kênh này thì cái tâm trong lòng của mình nó cũng được nhẹ nhõm chút xíu. Dạ. Như mà cũng có cái cơ hội ha. Dạ. Em cứ mình nghĩ là các cơ hội dữ lắm, tại bây giờ đời hiện tại á, chứ không phải như hồi xưa mình tìm khó khăn. Đó, thấy mừng lắm đó chú. Thấy chú ghi hình là được không được, thấy là mừng chứ phấn khởi chứ. Thôi dạ. Em kết thúc clip ở đây anh Thành. Dạ, có dạ. Những cái thông tin gì thì em sẽ liên hệ với anh, hoặc là nếu mà anh có thông tin thì hãy gọi điện cho em để thông báo cái niềm vui khi dạ. mà gia đình được đoàn tụ. Dạ dạ, có dạ. Là điện cho chú liền. Dạ. Dạ. Phút xin phép được kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Dạ.